Hôm nay mình xin cập nhật với các bạn thông tin rất là nóng trong thị trường phân khúc xe bán tải Ford Ranger sắp lắp ráp tại Việt Nam, chuẩn bị tung ra thị trường trong khoảng tháng 6, và sự xuất hiện bất ngờ của Nissan Navara 2021. Các bạn theo dõi vlog nhé. Ford đang dịch chuyển dần nhà máy lắp ráp từ Thái Lan phân phối khắp khu vực châu Á sang Việt Nam. Do vậy, chất lượng và tiêu chuẩn khi lắp ráp tại nhà máy Hải Dương sẽ theo tiêu chuẩn quanh Ford toàn cầu, nên quý khách hàng yên tâm về chất lượng và các option vẫn giữ đầy đủ. Khi mà xe về Việt Nam xuất ra thị trường, mình sẽ làm vlog quay cho cả nhà cùng tham quan. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về chiếc Nissan Navara 2021 có những gì để so sánh với vua bán tải Ranger. Let's go! Nissan Navara 2021 ra mắt giá cao nhất 945 triệu đồng. Mẫu bán tải phiên bản mới cải tiến về thiết kế, bổ sung nhiều tính năng, giá cao nhất 945 triệu đồng. Ngày 20 tháng 5 vừa qua, Nissan đã giới thiệu Navara 2021 ra thị trường Việt Nam. Bản nâng cấp 2021 giới thiệu lần đầu tiên ở Đông Nam Á hồi tháng 11 năm 2020 tại Thái Lan. Khác với các thị trường trong khu vực ở Việt Nam, Ford Ranger là mẫu bán tải bán chạy nhất phân khúc, bên cạnh những Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Mazda BT50, Isuzu Muis, Chevrolet Colorado đã ngừng bán. Mẫu bán tải mới từ nhà Nissan nổi bật với thiết kế thay đổi hầm hố và nam tính hơn. Xe được trang bị đèn pha bi LED, dãy LED ban ngày hình chữ C, ôm lấy cụm đèn pha, lưới tản nhiệt, hốc đèn sương mù tinh chỉnh lại với kích thước lớn hơn, đèn hậu LED thiết kế mới, nắp cốp dập nổi chữ Navara, trong khi thùng xe nâng lên 50 mm, cao hơn hẳn so với phiên bản hiện hành. Để tăng sức cạnh tranh, Nissan bổ sung thêm phiên bản cao cấp nhất Pro4X cạnh tranh với Wildtrak của Ranger, đi kèm với những trang bị cao cấp như ghế da thể thao tựa đầu theo logo Pro4X, vành sơn đen, điểm nhấn với logo Nissan đỏ để phân biệt. Thiết kế nội thất lại không được thay đổi để tạo hình dáng như ngoại thất. Tuy vậy, xe vẫn có những nâng cấp như vô lăng 3 chấu mới, góc đánh lái nhỏ hơn 12% và nhẹ hơn 15% so với bản cũ. Theo Nissan Navara, hệ thống âm thanh 6 loa âm thanh nổi, bảng đồng hồ tích hợp với màn hình kỹ thuật số 7 inch, hiển thị thông tin xe, màn hình 8 inch cho hệ thống thông tin giải trí, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Ghế trên Navara 2021 cung cấp hai lựa chọn ghế da thiết kế mới, đi kèm những đường gân chạy dọc thân trên bản cao cấp, bản Pro 4X. Ghế nỉ trên bản tiêu chuẩn, cả 4 bản đều có tỳ tay ở ghế sau, cửa gió điều hòa, hàng ghế sau tinh chỉnh giúp thoải mái hơn. Xe có camera 360 hơn cái Ranger ha. Trang bị vốn quen thuộc trên các mẫu sedan và SUV bản 4-wheel drive cao cấp Pro4X, bổ sung thêm tính năng off-road monitor ở chế độ hai cầu chậm, cho phép người lái dễ dàng quan sát địa hình xung quanh, kể cả vị trí chính xác đặt bánh xe trước. Hệ thống cảnh báo va chạm mode tích hợp trên màn hình và sẽ kích hoạt khi phát hiện vật thể di chuyển lại gần xe. Khả năng cách âm là một điểm Nissan nhấn mạnh. Navara lần này hãng cho rằng cách âm đã tốt hơn trước rất nhiều nhờ việc tăng độ dày của nắp capo, bổ sung vật liệu cách âm 3 lớp, vật liệu hấp thụ âm thanh phía sau động cơ và khu vực khoang lái. Kính là loại cách âm 2 lớp, ở giữa có màng âm. Tính năng an toàn gồm hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, camera lùi, cảm biến lùi, phanh ABS, EBD, BA, kiểm soát lực kéo, 6 túi khí, cân bằng điện tử. Xe không có cảnh báo lật làn như Wildtrak, duy trì làn đường cũng không có, hỗ trợ đổ xe chủ động có, cảnh báo va chạm trước như đối thủ Ranger. Xe vẫn lắp động cơ dầu, tương tự đời trước, loại 2.5 lít, công suất 190 mã lực tại vòng 3.600 vòng 1 phút. Động cơ này yếu hơn của Ranger
biturbo 213 mã lực, coi như hơn 23 mã lực á, Ranger ha. Moment xoắn cực đại 450 Nm hay gần vào 1 phút. Cái điểm này thì Ranger biturbo 500 Nm ha. Hộp số tự động 7 cấp trong khi hộp số tự động của Ranger là 10 cấp. Tùy chọn dẫn động 2 cầu hoặc là 1 cầu. Tương tự như Ranger phiên bản trước, xe vẫn sử dụng hệ thống treo sâu đa liên kết, trong khi các đối thủ sử dụng lá nhíp, khả năng chở theo hãng là 950 kg. Navara 2021 bán ra 4 phiên bản dẫn động 1 cầu nè, tiêu chuẩn 1 cầu cao cấp nè, 2 cầu cao cấp và bản thể thao đặc biệt Pro 4X. Giá bán lần lượt từ 748 triệu, 845 triệu, 895 triệu, 945 triệu, trong khi đối thủ Ranger vua bán tải có giá từ 616 triệu đến 925 triệu đồng, có giá rất là tốt, mà sắp tới lắp ráp tại Việt Nam có thể giá thành được khuyến mãi thêm vài chục triệu nữa, sẵn sàng trở lại thành vua bán tải tại thị trường Việt Nam không đối thủ. Có thể là Nissan Navara sẽ chỉ bám đuôi so với Ranger thôi. Đây là nhận định chủ quan của tất cả khách hàng đã đi xe bán tải từ trước đến nay. Với cách định giá này, Navara không có lợi thế về giá so với Ranger dù là xe nhập khẩu, trong khi xe Ranger lắp ráp trong nước những năm qua, nhà phân phối cũ của Nissan là Tanchong không công bố doanh số định kỳ, nhưng không thể so sánh về lượng bán so với Ranger. Mới đây, đại diện VAD, nhà phân phối mới của Nissan, cho biết trong quá khứ năm bán tốt nhất của Navara là năm 2018 với doanh số chỉ đứng sau Ranger, còn lại ở mức cao hơn các đối thủ khác như Triton, BT50, Mazda, đó, rồi Muis, tất cả các hãng khác. Chevrolet thì hiện giờ đã ngưng phân phối tại thị trường Việt Nam. Trên đây là bài đánh giá tổng quan về thị trường xe bán tải khi xuất hiện Navara 2021. Mình cũng đã review chi tiết cho quý khách hàng tham khảo. Các bạn thấy theo dõi video clip, chia sẻ quan điểm, ý kiến cá nhân của mình như thế nào, hãy comment trên video clip. Và các bạn hãy rung chuông để đón xem những video Mạnh Phiêu sẽ chia sẻ với các bạn những dòng xe mới nhất có tại thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn.